nay có một anh bạn đi quay phim các bạn nha. Quay con bò rất là dễ thương. Đấy. Anh ấy đang quay con bò này. Đấy. Anh nhìn thấy đàn bò không? Bò rất là ngon mà. Thì đang ôi. Trời ơi, những chú bò rất là đẹp các bạn ạ. Này, chú mè đứng này các bạn ơi. Úi trời ơi, chú mè mới đẻ dễ thương quá các bạn ơi. Để nó đi cái ghét kìa. Đấy, nó đi qua mẹ nó các bạn ạ. Đấy, mẹ nó bên kia đó. Đó, nó nhìn mẹ nó đó. Nó qua không được các bạn ơi. Đấy, mẹ nó qua không được. Đấy. Đó. Đấy các bạn ơi, bò đấy. Mình thử rờ vô một đàn bò lạ nha các bạn. Coi xem nó phản ứng như thế nào nha. Đấy, trẻ con bò này thì dễ thương quá à. Mình rờ được luôn các bạn ơi. Đấy. Đấy, có chú đi chăn bò dưới đây các bạn. Đó. Chú ơi, chú ơi, chú à. Đấy, chú hát hay quá các bạn ơi. Chú hát rất hay luôn các bạn. Đang đứng ở bên này nó không qua được nha các bạn. Nó bị lạc mẹ bên phía bên đường bên này này. Đấy, các bạn xem video nhớ cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Wow, con bò kia là sừng rất là to và dài nha các bạn. Đấy, nó đang đi kìa các bạn ơi. Wow, con bò đầu đàn đấy các bạn ạ. Đấy, con bò đầu đàn đấy các bạn ơi. Đấy này. Wow, có con bò, con me xa xa bên. Các bạn ơi, nó ý nó làm gì kìa các bạn. Trời ơi, nó ý các bạn ơi. Đấy các bạn ạ. Đấy, những con bò đang đi ăn ngoài đồng đấy các bạn. Đấy, rất đông luôn. Rất nhiều bò. Bò ơi, cho mình rờ bạn nha bò ơi. Cho mình rờ tí nha. Đấy, cho mình rờ xíu này. Mẹ ơi, cho mình rờ xíu đi mẹ ơi. Đây mẹ con. Mẹ con ơi, mẹ con cho mình làm bạn với bạn này nè mẹ con ơi. Đấy các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, những con bò này các bạn ơi. Đấy các bạn ạ. Chú chăn bò ơi, chào chú chăn bò nha. Chú chăn bò ơi, bye bye chú chăn bò này. Đấy các bạn làm quen với chú chăn bò nha. Đấy đấy, chú chăn bò đang chụp hình con bò đầu đàn đấy các bạn ạ. Đấy, con bò đầu đàn này rất là lực luôn đấy các bạn ơi. Bò đầu đàn này các bạn. Đấy. Đấy, con bò đấy. Đó, con bò đầu đàn đấy các bạn ạ. Con bò đầu đàn đấy. Đấy. Bạn ơi, những con bò ăn bên bờ sông này các bạn. Đấy. Các bạn xem video nhớ cho Thành Tí Hon một đăng ký kênh nha. Để Thành Tí Hon tiếp tục quay những con vật đáng yêu cho các bạn cùng xem nha. Đây con bò đây, con bò lì lợm nhất năm đây. Con mẹ đứng một mình rất là buồn này các bạn ạ. Đấy, nhìn trông rất là dễ thương này các bạn ơi. Để mình rờ nó coi xem nó cho mình rờ không nha các bạn. À, nó đi rồi các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha các bạn. Các bạn đừng quên bấm like, chia sẻ, ủng hộ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Để tiếp tục theo dõi cái video mới nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Thank you.